Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Kiên Giang đến với khách du lịch trong và ngoài nước, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương tổ chức các hoạt động xúc tiến kết nối, đưa sản phẩm vào trưng bày tại các điểm mua sắm lớn ở thành phố Phú Quốc. Xác định việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, là cầu nối thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan, các địa phương, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sản phẩm thông qua các nhà phân phối lớn trong và ngoài tỉnh. Từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cơ hội kết nối giao thương, đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Kiên Giang đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có 143 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 81 cơ sở, có 3 sản phẩm đạt cấp quốc gia và 102 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của 49 cơ sở sản xuất. Sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, tỉnh đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp kích cầu, phục hồi sản xuất, tạo điều kiện kết nối cung cầu và giao thương giữa doanh nghiệp, đưa gần 60 sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào các hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh. Trước đây thì chủ yếu là các chị em bán là sản phẩm những cái nhỏ lẻ, không có được đưa ra đến những cái đại lý lớn như thế này. Mà qua cái Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại thì phụ nữ mới được, hội phụ nữ mới giới thiệu được những sản phẩm này ra đó tới trong và ngoài tỉnh. Thì cũng chủ yếu là mong kết nối của các cái nhà đầu tư, nhà tài trợ để mà có cái sức thu hút những cái sản phẩm của phụ nữ làm ra được ngày càng phát triển hơn. Chúng tôi cũng đã là tổng hợp các cái sản phẩm rồi giới thiệu để đưa các cái sản phẩm của địa phương vào cái hệ thống siêu thị trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Thì tới thời điểm này thì khoảng là trên 60 sản phẩm được đưa vào cái hệ thống siêu thị. Và tiếp nối thành công thì chúng tôi cũng hợp tác với các cái tỉnh thành bạn, nơi mà địa bàn có đông khách du lịch để giới thiệu các cái sản phẩm của thương mại của tỉnh. Với sự đầu tư và phát triển các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí mang tầm quốc tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách, Phú Quốc đang trở thành điểm đến tham quan du lịch lý tưởng và sự lựa chọn hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Hàng năm, Phú Quốc đón hàng triệu du khách trong nước và quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh về quảng bá, kết nối tiêu thụ, đưa sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào trưng bày tại các điểm du lịch, các trung tâm mua sắm đặc sản với quy mô lớn tại thành phố Phú Quốc. Được sự hỗ trợ của quý đơn vị để mà phát triển trong các hệ thống cửa hàng showroom như vậy đó, thì cái sản phẩm yến xào mình đã và ngày càng đang được tiếp cận nhiều đến nhiều khách hàng quốc tế trong và ngoài nước. Thông qua các cơ quan chức năng về xúc tiến thương mại và khuyến công á, thì làm cho cái sản phẩm của chúng tôi có cái điều kiện để tiếp cận với cái thị trường nó rộng hơn, để mà qua đó thì nó tăng lực cái sản lượng tiêu thụ của sản phẩm. Hiện nay đã có trên 20 sản phẩm đặc trưng của tỉnh như bánh khóm, trà mãng cầu sim, các mặt hàng nông thủy sản qua chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, nước mắm của hơn 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia kết nối và đưa hàng hóa vào trưng bày tại Trung tâm Sản xuất và Mua sắm Đặc sản Phú Quốc thuộc hệ thống Long Beach, Dường Tiêu, Đức Thạnh. Qua đó góp phần giới thiệu những đặc sản của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng. Rất là vui vì được Trung tâm Khuyến công đã giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được với cửa hàng để có thể đem đến cho sản phẩm của nước mắm của mình đến gần hơn với tay người tiêu dùng và có thể quảng bá được sản phẩm của mình đi xa và đi rộng. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, các ngành chức năng của tỉnh tăng cường các chương trình hoạt động, nâng cao vai trò là cầu nối, giúp các doanh nghiệp, cơ sở và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm đến các thị trường trong và ngoài nước. Đến thời điểm này thì có rất là nhiều các du khách, đặc biệt là du khách châu Á. Và khoảng cỡ tầm tháng 10 thì là lượng khách châu Âu đổ về. Thì những cái sản phẩm mà chúng tôi có thể đưa vào đó là những cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là những cái sản phẩm mà đặc trưng của địa phương mà được cái du khách nước ngoài biết đến nhiều.
Ngoài việc đồng hành hỗ trợ là cầu nối giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm từ phía nhà nước, thì các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cao, phù hợp với xu hướng thương mại toàn cầu. Chủ động hình thành các khu vực sản xuất tập trung và hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần từng bước đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh Kiên Giang đến với người tiêu dùng.